Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cook cùng vào bếp nha. Hôm nay bên Cook sẽ đãi cả nhà một món ăn nổi tiếng ở xứ đảo quốc sư tử, đó là món cháo ớt Singapore với cháo mềm béo cùng ớt mặn mặn cay cay ngọt ngọt thơm thơm rất là tuyệt vời nha. Ăn cùng với giá ớt chiên giòn cũng rất là ngon cả nhà ơi. Nào chúng ta cùng vào bếp nha. Nguyên liệu thì đây là những chú ớt mà mình đã bắt được ở khu vườn đó. Thì ớt này mình đã bắt được và mình đã cấp đông và sau đó mình đã sẽ xả đông và mình sẽ xử lý như các bạn nha. Đó. Thì ở đây là mình được 4 chú ớt, thì được có một chú ớt khá là to, khoảng tầm 2 lạng hàng gửi các bạn đó. Còn mấy chú ớt nhỏ lại thì khá là nhỏ đó. Thì ớt thì như ở ngoài hay làm thì mình sẽ cắt cái đầu các bạn nha, sau đó mình sẽ lột da và cắt bỏ tứ chi đó, những cái móng đó các bạn. Sau đó mình sẽ cắt thành từng phần khúc khác nha. Mình sẽ ngâm muối và mình ngâm rượu các bạn nha, để diệt khuẩn các bạn, ở diệt sáng đó. Ok, sau khi mình đã làm xong thì đã rửa sạch sẽ các bạn thấy không, rất là đẹp nha. Ok đó các bạn. Rồi, những con còn lại thì mình sẽ xử lý lại hơn, tại vì nó nhỏ hơn các bạn nên các bạn có thể làm rất là nhanh. Các bạn có thể để cái ngớt này dưới giò nước ấm nước nóng á, thì nó sẽ không có bị chất nhờ và lúc mình xử lý rất là lẹ các bạn. Chỉ việc cắt cái đầu rồi mình sẽ lột da rất là nhanh các bạn nha. Và ngớt này nhỏ nên mình lột da rất là lẹ các bạn, lột cực kỳ nhanh luôn, một lồ cá là hầu như là đã ra hết bộ da các bạn. Ok, và đây là những chú ớt mình đã xử lý xong các bạn nha. Đó, các bạn hãy cắt nhỏ ra, còn những con ớt nào nó nhỏ thì để giữ nguyên một con được các bạn nha. Rồi ok, rồi mình sẽ cho muối vào nước, mình sẽ ngâm khoảng 5-10 phút các bạn nha. Sau đó mình sẽ xả lần nữa và mình sẽ ngâm lần hai với nước rượu các bạn nha. Đó, hai lần để vừa diệt khuẩn diệt sáng luôn các bạn nha. Chưa kể nó sẽ khử được mùi tanh nữa các bạn, đó, tanh của ớt đồng á. Ok, và nguyên liệu để mình nấu cháo là bao gồm gạo các bạn nha, gạo tẻ các bạn là 200g cùng với 50g gạo nếp các bạn nha, và 1-2 bó lá dứa các bạn. Đó, ngoài ra sẽ có muối với gừng mà lát mình sẽ cho luôn các bạn nha. Đó, lúc mình nấu xong mình sẽ cho thì gạo với cái phần nếp á mình sẽ rửa sạch xong mình sẽ để ráo các bạn nha. Đó, mình sẽ nấu cái phần này với 2 lít nước các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho đông 2 lít nước vào nồi các bạn nha. Đông 4 cốc đông 500ml đó, là 4 lần các bạn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ cho cái phần gạo tẻ các bạn. Đó, mình sẽ để ráo các bạn nha. Đó, mình sẽ cho vào nấu với 2 lít nước mình nha. Trong khi đó mình sẽ bắt đầu mình rang cái phần nếp mình nha, rang vàng cái phần nếp luôn. Đây mình sẽ cho nếp vào mình rang. Đó, rang vàng nó khi nó nổ bốc bốc lên đó là mình sẽ cho vào mình nấu chung với gạo mình nha. Ok, nước đã sôi các bạn. Đó, mình đã cho cái phần nếp vào đó mà bây giờ mình sẽ cho khoảng 1-2 muối vào mình nha. Thứ hai là mình sẽ cho 1-2 lá gừng vào luôn, vừa tạo độ mặn mặn á, và có gừng sẽ tạo mùi thơm, cùng với lá dứa mình cho vào là lúc mình các bạn nấu xong á, nó sẽ có mùi thơm dưới rất là ngon các bạn nha, nó tuyệt vời luôn. Nếp sẽ làm cho cái gạo nó có mùi sực sực các bạn, nó béo rất là ngon luôn các nha. Nguyên liệu để tẩm ướp ớt với các bạn, mình sẽ có 500g ớt mình đã xử lý xong các bạn nha. Rồi nguyên liệu sẽ có là đối với lỗ các bạn là khoảng 10ml các bạn nha, tinh ớt là 5g cùng với dầu hào là 20g và bột nêm gà là 8g cùng với hắc xì dầu các bạn nha, là 15ml để tạo màu tạo mùi thơm rất đẹp các bạn nha, và 15ml dầu mè các bạn nha. Ngoài ra chúng ta sẽ có là nước tương là 15ml nha,
cuối cùng là đường là các bạn là 20g. Ok, rồi mình sẽ cho những nguyên liệu này vào ớt để mình ẩm ướt các bạn nha. Ok, cháo đã bắt đầu đặt sệt lại các bạn nha. Đó, lúc này các bạn có thể nấu thêm chút xíu, còn các bạn có thể tắt lửa để nắng hồi nó sẽ nở ra các bạn là ok các bạn nha. Rồi rất là đẹp luôn á. Ok, nguyên liệu chế biến chúng ta đã có cái phần ớt đã ấm ướt nãy giờ nha các bạn nha, cũng được nửa tiếng các bạn. Rồi chúng ta sẽ có nước là 150ml nữa các bạn nha, cùng với gừng cắt lát các bạn là 25g, cùng với hành khúc khoảng 15g các bạn nha. Rồi cùng với hành tím băm là cũng khoảng cỡ 8g và hành lá băm là cũng là 15g các bạn nha. Đó, chia là hai phần, phần trái phần nấu ớt các bạn, và 15ml dầu ăn cùng với 5g bột năng. Đó, mình sẽ pha với 5ml nước các bạn nha để tạo độ sệt cho ớt các bạn, và sẽ có 5-15 ớt tùy các bạn nha, ăn nhiều cho ớt nhiều nha, và 5g tỏi băm các bạn nha. Ok, đầu tiên mình sẽ chuẩn bị một cái nồi đất các bạn, đó để mình nấu giữ nhiệt tốt cho ớt các bạn nha. Nấu sẽ vừa là đun và vừa là hấp om ớt luôn các bạn. Đó. Thì mình sẽ cho dầu vào cái nồi này đang nóng, mình sẽ phi hành tím và tỏi các bạn nha. Đó, khi mà hai loại này thơm rồi đó, mình sẽ cho ớt đã ướp vào các bạn nha. Đó, mình sẽ cho mấy chú ớt vào, mình sẽ xào cho nó săn lại, sau đó mình sẽ cho nước sốt vào luôn. Tiếp tục mình sẽ cho nước và ớt vào để mình nấu các bạn, nấu thì là sạch lại, thì cuối cùng là mình sẽ cho cái hành lá cắt khúc vào các bạn nha, là chuẩn bị ra món các bạn. Ok, giờ mình sẽ cho nước sốt vào các bạn nha, sốt vừa tạo màu đậm mùi các bạn, rất là thơm và ngon luôn các bạn ơi. Đó, sau đó mình sẽ cho thêm nước vào nữa, đó, mình nấu sạch lại này. Cùng với ớt là chúng mình xong món rồi nhé. Ra thì mình chỉ việc cho hành khúc lá nó khúc vào là xong các bạn. Đó, lúc mình ra món thì ăn chung với gừng các bạn nha. Đó. Ok, giờ mình cho ớt nè, ớt quả các bạn nha. Rồi, đó, bây giờ mình sẽ tiếp theo mình cho nước vào nữa các bạn nha. Đó. Ok, và trong khi chờ nước sôi, nước đã gần sôi thì mình sẽ chuẩn bị bột năng các bạn nha. Bột năng mình sẽ hòa với nước và mình sẽ cho vào hỗn hợp cái phần ớt mình đang kho đang nấu này, đó là nó sệt lại là ok các bạn nha. Mình sẽ cho hành khúc vào là xong. Ok, cuối cùng là mình sẽ tắt bếp và cho cái hành khúc vào là xong các bạn nha. Mình sẽ xong phần món ớt đó các bạn, nồi ớt kho đó các bạn, kho rồi đó nha, rất thơm và ngon các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ làm cái phần dĩa chiên dầu các bạn nha. Mình sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi, rồi mình sẽ cho cái gừng vào các bạn nha. Đó, mình sẽ đợi nước sôi, mình sẽ cho phần dĩa vào các bạn. Ok, và nước đã sôi, giờ mình sẽ cho cái da vào các bạn nha. Mình sẽ luộc trong vòng khoảng 2-3 phút các bạn, để da nó chín hoàn toàn các bạn nha. Đó, đừng được khử mùi tanh của cái da ớt các bạn. Đó. Sau khi xong thì mình sẽ ẩm ướp dĩa ớt với chút muối tiêu, muối đem với cái phần mắm bạn nha. Đó. Thì mình sẽ nêm dừa đủ thôi bạn, lát mình chấm muối tiêu chanh các bạn nha. Đó, bạn nào không thể khỏi ướp được mình chấm muối tiêu chanh cũng rất là ngon các bạn nha. Ok, mình sẽ chờ cho dầu nóng hoàn toàn, mình sẽ cho cái dĩa ớt vào để mình chiên các bạn nha. Đó, dầu nóng thì dĩa ớt sẽ giòn và sẽ không có bị mềm các bạn nha. Đó, cái dầu càng nóng thì dĩa sẽ càng giòn các bạn. Đó. Tại vì mình đã luộc chín cái phần da rồi, giờ mình cho da vào chiên các bạn. Các bạn thấy không, bắn rất ghê các bạn nha. Đó, da nó có mỡ các bạn, bắn rất dữ các bạn nha. Bạn nhớ lưu ý nha, các bạn có thể đậy nắp lại hoặc các bạn có thể đứng hơi xa xíu, rất là nguy hiểm nếu dầu nóng các bạn. Ok, và cuối cùng chúng ta đã có món cháo ớt Singapore rồi cả nhà ơi, nhìn ngon không nào. Đó, với ớt được kho om rất là mềm, rất là thơm,
Đó, ăn vào vị nè, có vị nước tương, vị xì dầu cùng với các loại ớt các bạn nha, cay cay thơm thơm nồng nồng mà rất ngon, là cùng với cháo các bạn không, không đậm cũng không nồng quá các bạn nha, rất thơm và dứa luôn nè, ăn rất ngon cả nhà ơi. Chưa kể có tham gia ớt chiên giòn chấm cùng với chanh và lá đông thì quá tuyệt vời cả nhà nha. Rồi cả nhà ơi, chúc cả nhà có những phút giây thư giãn cuối tuần với món cháo ớt Singapore và dưa ớt chiên giòn nhé. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.